Thưa ông ạ. Cháy không? Ông thì kinh rồi. Cháu xin phép đi chơi một tí rồi về luôn. Ấy thế mà tít mít đến tận giờ này. Sao không gọi điện về xin phép ngủ ở nhà anh Huy luôn đi. Ông mà cho ấy, cháu cũng xin thật đi chứ. Thôi. Không ai chứa đâu. Thôi, đi lên nhà tắm rửa đi, rồi còn đi ngủ. Vâng ạ. Em chào anh. À, mai em đi làm luôn được không anh? Hỏi ông đi. Ông ơi. Lên đi tắm, còn đi ngủ. Để người lớn nói chuyện. Đi lên. Vâng. Đã xin rồi, vẫn còn bị mắng. Bực thật đấy. Thôi cháu về đây ạ. Ở Huy này. Dạ. Lên nhà ông nói chuyện một lát. Thế này là thế nào ấy? Em cứ vào đi. Ảnh của trò này hay cực. Đi. Đi. Em đứng đây nhá. Đây. Rồi. Em ơi. Mình chơi trò tưởng tượng đi. Tưởng tượng là như thế nào ạ anh? Mình thành ví dụ nhá. Bây giờ mình tưởng tượng mình đang ở trong lâu đài. Rồi. Bây giờ em tưởng tượng tiếp nhá. Là đêm nay Phương sẽ không về. Sao chị Phương lại không về? Thì em cứ thử tưởng tượng đi. Không lẽ... Đấy, em đang tưởng tượng đúng rồi đấy. Nếu chị Phương bị tai nạn, em sẽ lao ngay đến bệnh viện. Cái trò của anh quái quỷ, linh ta linh tinh. Em mới linh tinh ấy. Em thử tưởng tượng nghiêm túc xem nào. Bây giờ nhá, em thử tưởng tượng nữ độc thân 26 tuổi đi ra ngoài ăn thịt nướng với cả nam ế 30 tuổi. Xong đêm nay nữ độc thân không về nhà thì chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Chả làm sao cả. Chị Phương không phải là người như thế. Chị sẽ về. Làm sao mà không về được? Làm sao phải về? 26 tuổi chứ có phải 16 tuổi đâu. 26 tuổi đầy người á, lấy chồng đẻ con đi chơi qua đêm không về là chuyện quá bình thường. Thì 26 cũng có 26 dít, 26 rát. Nếu mà chị Phương về thì em không cô đơn, em có người ngủ cùng. Còn nếu chị Phương không về thì thôi, chị cũng lớn cả rồi. Nếu đêm nay mà Phương không về thì còn về sớm nữa. Nến này tao mua để thắp hương mùng 1 ngày rằm. Sao lôi hết ra đốt như này hả Quỳnh? Nhà vừa bị hỏng điện. Bóng đèn chớp nháy. Thế nên là thắp nến để cho đỡ hỏng đèn. Biết bây giờ là mấy giờ rồi không? 9 giờ. 9 giờ là giờ đi ngủ ở nhà này rồi. Ui, phải. Hai người con gái độc thân đi ngủ từ 9 giờ tối. thì 9 giờ đúng là giờ hợp lý để đi ngủ. Sau một ngày dài rất là mệt mỏi thì cơ thể cần được nghỉ ngơi để 10 giờ bước vào giấc ngủ sâu. Chị em đi ngủ sớm. Đội ơn anh. Anh về nhá. Anh về.
mai sang nhà anh chơi nhá. Bye bye. Anh Thái về rồi đấy. Có chuyện gì kể em nghe. Việc cháu làm cho thằng Lân ấy, ông xin cảm ơn. Nhưng nói thật, ông cảm thấy điều gì đó không được yên tâm. Có phải ông sợ cho nó ra ngoài nhiều rồi khó quản lý không ạ? Đấy. Ông yên tâm, cháu sẽ để mắt đến thằng này. Nó chỉ cần biểu hiện là lười biếng và mải chơi là cháu cho ở nhà. Đấy là một phần. Còn phần của cháu, ông sợ nó làm gì bậy bạ, rồi là ảnh hưởng đến công việc của cháu. Nó đang ở cái tuổi ương bướng. Hôm nay vui vẻ, nói nó còn nghe lời. Nhưng mai làm điều gì phật ý nó, nó dở chứng, làm gì không ai kiểm soát được. Cháu nhớ cái ngày ở Mộc Châu không? Đấy, nó là cái thằng rắn mặt, chứ không phải là con nhà hiền lành tử tế đâu. Về hoàn cảnh của Lân, cháu cũng thấy nó hơi khác so với những đứa cùng trang lứa. Thằng này nó cũng lăn lộn nhiều, với lại tính khí của nó cũng không nền tình lắm ông ạ. Thế cho nên, theo ý ông, bây giờ cứ để nó ở đây cho đến khi bắt đầu năm học mới. Lúc ấy sẽ chuyển nó đến trường nội trú. Như thế ông mới thấy yên tâm cháu ạ. Còn đối với cá nhân cháu ấy, cháu nghĩ là chúng ta cũng nên cho Lân cơ hội ông ạ. Cháu cũng đang thấy sự thay đổi tích cực từ Lân mà. Bây giờ chúng ta cứ tỏ ra là tin tưởng và khích lệ nó để cho nó có động lực. Mình mà không công nhận cái sự thay đổi của nó ấy, có khi nó chán nản, nó buông bỏ, rồi nó chống đối, lúc đấy mình mới mệt cơ. Nhưng mà ông cứ yên tâm, ở phòng khám cháu đã giao cho nó làm một số việc vặt rồi. Quan trọng là để nó gặp mọi người nhiều, và để nó làm được việc có ích, và nó tự thấy nó có giá trị. Thôi được rồi, việc này ông tùy cháu xử lý nhé. Chỉ sợ nó gây ra cái điều gì tai họa. Cháu xử nó luôn đi ông. Nghĩa là anh ấy có người yêu mới nhanh như chảo chớp thế á? Thế thì chị mới ức. Biết đâu thằng Lân nó nhìn nhầm thì sao? Nhầm? Nếu mà nhầm thì sao anh ấy không khăng chối đi? Đằng này anh ấy chỉ phản đối yếu ớt. Thì kiểu anh ấy không thèm đôi co với một cái điều vớ vẩn chẳng hạn. Nhiều người có tính kiểu ý mà. Cái tính ý là tính gì cơ? Thì kiểu bạn đúng, bạn nói gì mà chả đúng. Tôi biết thừa là bạn sai đấy, nhưng mà tôi chả chấp. Làm gì có người nào tính như thế? Thì lúc đầu chị chả nói cái lão ý tính cách hãm tài, chả được cái nước. Hoặc là cũng có thể là ở bệnh viện anh ấy có việc gì thì sao? Bị sếp chửi chẳng hạn. Bị sếp chửi á? Chị hiểu cảm giác này đấy. Nếu như một ngày chị bị sếp mắng nhá, có một thằng nó đứng trước mặt chị, nó bảo là: "Ê, mày có biết 1 + 1 = 5 không?